xin chào các bạn quay trở lại kênh YouTube của Phương Ngọt thì tiếp tục về những cái trận chiến giữa Phương Công Côn và Hiếu Ruồi. Thì ngày hôm nay là chúng tôi có rất nhiều bạn yêu cầu thử thách là hai người làm thi cái lúc vàng ấy các bạn nhá. Đấy thì như các bạn biết thì team tôi thì ngoài ông Dưỡng ra thì chưa ai được nút vàng các bạn ạ. Đa số là toàn nút bạc thôi. Nhưng ngày hôm nay là chúng tôi sẽ làm một cái để gọi là có cái sự mơ ước để chúng tôi phấn đấu trong tương lai. Đấy thì là chúng tôi sẽ làm nút vàng. Chúng tôi vẫn xen kẽ thì chúng vẫn chơi trò chơi để lấy những cái công cụ hỗ trợ các bạn nhá. Và người chiến thắng ngày hôm nay sẽ giành được 1 triệu đồng từ tôi các bạn ạ. Các bạn ơi, tôi thì nói thật sự các bạn, bây giờ tôi chỉ mong nhận được nút bạc thôi các bạn ơi. Nhưng mà hôm nay cái thử thách này chơi nút vàng này oái oăm các bạn ơi. Cuộc sống nó nhiều cái oái oăm thật các bạn ơi. Nhưng tôi không sao các bạn ơi. Đấy cũng là một cái sự phấn đấu cho bản thân nhé các bạn nhé. Hôm nay tôi lại ăn chặt nhé các bạn nhé. Tôi thì đã có nút bạc rồi. Nhưng mà nếu mà để được nút vàng thì chắc là đến nghỉ YouTube không được. Nhưng mà không sao, tôi vẫn cố gắng ước mơ nhé. Mai tôi sẽ được loot vàng các bạn ơi. Thôi. Thì trước khi vào video, tôi xin được giới thiệu với các bạn một cái app chơi game và có thể kiếm tiền được. App này có tên là Kaiwin. App này hỗ trợ cho cả điện thoại iOS cũng như là Android. Nếu bạn nào muốn chơi và kiếm tiền, tôi sẽ đặt link dưới phần mô tả. Vì đây là một app mới nên có rất nhiều chương trình khuyến mại, thì chúng ta hãy liên kết với số điện thoại để nhận 6.868 đồng. Và chúng ta cũng có thể kiếm tiền bằng cách là chia sẻ lên Facebook để nhận 3.000 đồng mỗi ngày. Và sự kiện thứ 7 này sẽ quay trở lại với ưu đãi cực lớn, phần thưởng ngập tràn sẽ được bật mí vào lúc 23 giờ ngày 6 tháng 10 năm 2023. Thì chúng ta hãy cùng chờ đón. Và để có thể chơi và kiếm tiền được thì chúng ta hãy tiến hành nạp tiền. App này hỗ trợ rất nhiều hình thức nạp tiền như là qua thẻ cào, MomoPay, ZaloPay. App này có rất nhiều loại game hay như là game hot, game bài, bắn cá, lửa hũ. Thì ngay sau đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách chơi và cách kiếm tiền. Thì chúng ta hãy chọn một cái loại game mà chúng ta yêu thích. Như tôi là tôi sẽ chọn game bắn cá. Thì cái cách chơi của game bắn cá này cũng rất là đơn giản. Chúng ta chỉ cần săn được nhiều cá là tiền sẽ cộng vào tài khoản ngân hàng của chúng ta. Thì bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách rút tiền. Để có thể rút được tiền thì chúng ta cần phải liên kết với tài khoản ngân hàng. Thì chúng ta hãy nhập số tài khoản ngân hàng, số thẻ và nhấn liên kết. Sau khi liên kết thành công thì chúng ta chỉ cần nhập số tiền cần rút và nhấn rút tiền. Như vậy đây là cái app chơi có rất nhiều loại game hay, thì chúng ta có thể giải trí cũng như là kiếm tiền. Và chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng app Kaiwin. Qua đây thì là mỗi người đã có tất cả các dụng cụ cần thiết để làm những cái thứ quan trọng ấy. Nhưng mà nói chung là không thể làm mà thiếu được cái dụng cụ để chúng ta cắt, gọt, tỉa. Đấy, thì đây là mỗi người tôi sẽ phát cho một cái con dao dọc giấy các bạn nhá. Đấy, cô một con và Hiếu một con. Và một thứ này thì cần, quá là cần của có cái việc thiết kế đó chính là bút. Thế bây giờ chúng ta sẽ phải khắc thảo bằng bút này. Ông nào mà chơi trò chơi thua thì sẽ không có bút để sử dụng các bạn nhá. Và trò chơi thì vẫn như mọi ngày thôi. Đấy, chẻ cây nhá bạn nhá. Ông nào mà chẻ là sâu hơn, cao hơn, cân hơn, đều hơn thì ông đó sẽ giành chiến thắng. Ai sẽ là người chẻ trước? À, rồi, chọn đi. Chơi trước được chọn các bạn ơi. Côn sẽ là người chẻ trước nhá bạn nhá. Rồi, sẵn sàng chưa? À. 1, 2, 3 bắt đầu. Rồi, các bạn ơi, khá là ngắn các bạn ơi. Ngắn lắm. Rồi, tiếp tục là Hiếu rồi. Hiếu, em có qua được không? Rồi, sẵn sàng chưa? Rồi, các bạn ơi, như vậy là dài hơn khá là nhiều, các bạn ơi, gần như là gấp đôi rồi. Đấy, giờ thì Hiếu sẽ có quyền để sử dụng bút nhá. Côn thì không có bút để thiết kế. Thì tôi sẽ lấy hình mẫu là cái nút bạc này để tôi chế tạo nhá các bạn nhá. Thì đây là một miếng hình chữ nhật, đây lại khuôn thế này. Thì bây giờ tôi sẽ phải làm thế nào các bạn ạ? May quá các bạn ạ. Tôi sẽ đặt đây luôn các bạn ạ. Và cho lên đây cho bằng luôn thì làm gì. Nước vàng to hơn. Rồi các bạn ạ. Tôi sẽ... Đấy các bạn ạ. Thấy tôi thông minh đẳng cấp à? Đấy. Rồi tiếp tục. Thì tôi sẽ làm hai cái giấy các bạn ơi. Tôi sẽ làm hai cái giấy này để tôi đè lên nhau ấy các bạn ơi. Để chốc mình khoét như thế này này các bạn ơi. Ok các bạn ơi, không biết được một em chưa. Ui rồi. Không sao, các bạn ơi tiếp tục lấy đây đi. Rồi các bạn ơi, làm cái này thì chế tạo thì nó khá là công phu các bạn ơi. Hơi mất thời gian các bạn ạ. Thì các bạn sẽ phải chờ đợi chúng tôi nhá. Vì chế tạo nó khá là lâu ấy. Rồi tiếp tục. Ban tổ chức để mua con dao dọc giấy to thì nó thoải mái, mua con dao dọc giấy nhỏ quá. Cắt lẹm lẹm các bạn ạ, cắt lẹm lẹm. Rồi các bạn ơi, vậy là tôi đã xong nhá. Đấy. Giờ tôi sẽ xé ra. Đấy. Đấy. Đấy các bạn ơi. Bây giờ tôi sẽ chồng lên nhau thế này nè. Ui lạch thế. Rồi các bạn ơi, muốn nút vàng mà
khuôn nó phải vuông các bạn ơi. Thì chúng ta hãy lấy cái nút bạc này này, chúng ta sẽ làm cái gọi là cái khuôn đấy, để chúng ta đặt lên cái tấm giấy này và chúng ta sẽ cắt nhé các bạn nhé. Thì bây giờ tôi sẽ cắt cái này nhé các bạn nhé. Rồi các bạn ơi, một đường tôi sẽ cắt cái đầu, bỏ đầu này đi các bạn ơi, cho nó đẹp các bạn ơi. Cái này nẹm quá các bạn ơi. Thôi tôi quay mấy này đi, tôi cắt này, cho nó thuận tay nhé. Rồi các bạn ơi, lại nói đến côn các bạn ơi. Côn thì các bạn biết rồi, có rất nhiều thói hư tật xấu các bạn ơi. Bây giờ lại giả cái thói là dĩa đùn và đái lúc nửa đêm các bạn, toàn ra chăn ra chiếu hết các bạn ơi. Đã dĩa đùn xong rồi còn đái ra chăn ra chiếu xong rồi còn lại còn đấy cái chăn đấy úp lên người chị Thảo các bạn ơi. Tôi không hiểu anh côn đấy nghĩ cái gì các bạn ơi. Đi ra sao lại làm như thế này các bạn nhỉ. Chán anh côn thật các bạn ơi, quá chán anh côn luôn các bạn ơi. Nhưng không sao, đấy là cái trò thú vui hàng ngày, hàng đêm của anh Côn với chị Thảo các bạn ơi. Nên mình không thể nào tham gia được các bạn nhé. Công đoạn tiếp theo của tôi là tôi phải vét một cái này là. Nào các bạn ơi, hình này là khó nhỉ. Nó kể như Hiếu là có cái bút là lợi thế các bạn ơi. Mình không có bút mới đẻo. Rồi các bạn ơi, không có bút thì tôi lấy cái mũi dao này các bạn ơi. Mình là người đẳng sơ cấp luôn. Thì tôi, các bạn ơi, vừa làm mới đầu clip mà không nói xấu thằng Hiếu, nhưng mà thật sự nếu mà không nói xấu thằng Hiếu thì chắc là thằng Hiếu nó không bỏ được những cái thói hư tật xấu các bạn ơi. Các bạn ơi, hôm qua các bạn ở Hiếu, các bạn biết Hiếu nó lại làm phi vụ gì không các bạn ơi? Thì hôm qua nó bảo bao nhiêu lần rồi em ơi, không ăn được đâu, làm sao mà ăn được mấy cái trò đỏ đen mà nói bao nhiêu lần mà tham gia bao nhiêu lần. Các anh cũng khuyên răn nhiều, bố mẹ khuyên răn nhiều mà vẫn không bỏ được các bạn ơi. Chán thằng Hiếu thật. Nhưng mà đấy là chúng tôi chỉ nói để tấu hài thế thôi các bạn ơi, chứ thực sự là thằng Hiếu nó không chơi bời gì đâu nhá. Các bạn nào mà đang có ý định yêu thằng Hiếu thì các bạn múc luôn thằng Hiếu cho tôi cái các bạn ạ. Các bạn ơi, như vậy là tôi đã cắt được hai cái gọi là cái mặt của nút vàng nhá các bạn nhá. Thì bây giờ tôi sẽ khót cái ô tròn này này các bạn ơi. Thì như các bạn đã biết đấy, muốn tròn đẹp thì chúng ta hãy đo theo cái này này các bạn ơi. Đo theo cái này và chúng ta sẽ cắt theo nhé các bạn nhé. Đấy các bạn ơi. Đấy các bạn ơi, tôi sẽ lấy tầm này này. Tất cả tôi nghĩ là tất cả các góc này nó bằng nhau hết này. Đấy. Rồi các bạn ơi. Đấy, khá là ok. Bây giờ tôi sẽ đo cái này nhé các bạn nhé. Trước mắt là chúng ta sẽ đo cái này trước này. Chúng ta sẽ vẽ ở đây này. Đấy. Sau đó chúng ta sẽ vẽ ở đây trước này các bạn ơi. Đấy, sau đó chúng ta sẽ vẽ đây tiếp này. Đấy các bạn này, như thế này thì tam giác nó mới vuông nhé các bạn nhé. Đấy, và bây giờ tôi sẽ đo một phát thẳng này luôn này. Đến đây này các bạn này, tam giác nó sẽ đến đây. Đấy các bạn này, để cái vành đây nhé các bạn nhé. Như thế này là đã là vuông rồi nhé các bạn nhé. Đấy, tôi sẽ kẻ hết lên đây đi. Đây các bạn này, nhìn tôi này. Đấy, tôi sẽ kẻ hết như này này. Đúng các bạn này, như này mới chuẩn này đúng không các bạn ơi. Nhìn côn khủ kha khủ khờ các bạn ơi, chán anh côn thật. Người khủ khu khờ khờ không hiểu làm cái gì cũng đòi thi đấu với tôi về những cái môn khéo tay như này các bạn ạ. Như vậy là cái lỗ lờ của tôi đã xong nhá các bạn nè. Thì bây giờ tôi sẽ khoét hình tam giác như đây nè các bạn ơi. Đây là tam giác cân rồi đúng không? Tôi vẫn phải phát thảo trước các bạn ạ. Xem có cân được không nhá. Rồi các bạn ơi, hơi nhỏ à. Rồi các bạn ơi, tôi sẽ làm cái khác các bạn ơi. Thì như tôi bảo rồi đấy các bạn ạ, chế tạo này thì nó mất rất là nhiều thời gian các bạn ơi. Thì các bạn xem, các bạn đừng tua nhá, các bạn sẽ chờ đợi tôi trong giây lát nhá các bạn nhá. Tôi đã khoét rách hết rồi. Đấy các bạn ơi, nhìn thấy thế nào. Quá là nét như su ly nhá các bạn nhá. Thì bây giờ tôi sẽ đặt cái này vào đây luôn này các bạn này, và tôi sẽ khoét luôn đi các bạn nhé. Khoét để lấy cái ấy luôn, tôi xem cái này nó có to không. Rồi các bạn này, nó lên tầm này đi các bạn nhé. Rồi các bạn này, tôi phải, nói chung là tôi là phải cân đo đong đếm, nó phải đàng hoàng các bạn ơi, chứ không như anh côn kiểu tập từ giờ đi thì không được luôn các bạn ơi. Rồi các bạn này, thì lại nói đến anh côn các bạn ơi, nhìn cái tay nghề của anh côn thì các bạn đã thấy rồi, tôi nó thật sự không phải bàn cãi các bạn ơi. Đùa chứ anh côn người thì nào có đến nỗi gì đâu,
sao mà làm những có những cái làm sao nó xấu thế các bạn ạ. Chán anh Côn thật các bạn này. Anh Côn nói chung là làm nhiều khi bảo để mà nói thì làm nhiều khi anh em tôi thất vọng nhiều lắm các bạn. Thất vọng một cách gọi là trống vắng luôn các bạn này. Đấy các bạn này. Như vậy là tôi cũng đã xong nhé các bạn nhé. Tôi đã khoét cái này xong các bạn này. Bây giờ tôi sẽ kẻ cái này nhé. Các bạn này muốn cái này vuông đẹp thì chúng ta hãy dùng cái này chúng ta kẻ này. Đấy. Đấy, quá đẹp luôn các bạn này. Cái này mới đúng là nút bạc đúng không các bạn ơi. Dù sao cái này nó cũng ở với mình cả đời các bạn ơi. Thì chúng ta phải làm thật đẹp vào các bạn ạ. Tôi đã phá họa xong cái tam giác con này xong nhé các bạn nhé. Thì bây giờ tôi sẽ vẽ cái này các bạn ơi. Đây tôi mượn luôn cái này đi. Tôi dọc thẳng luôn. Không có gì phải tư tốn cả. Một phát. Tôi dọc thế này luôn này các bạn ơi. Cho nó nét. Đấy. Hai phát. Này có người thông minh nó ở cái tầm đúng không các bạn ơi. Các bạn đấy so với cái anh Côn thì tôi đã thật sự các bạn ăn chặt thật. Rồi các bạn ơi. Này khác gì đâu. Này tôi ướm cho các bạn xem này. Thấy chưa? Đẳng cấp chưa đúng không các bạn ơi. Thì không nói nhiều nhá. Các bạn ơi, sau một khoảng thời gian thì hai nhà điêu khắc của chúng ta đã coi như là hoàn thành đến cái nút bạc, nút vàng của mình khoảng tầm 80% rồi. Đó, thì đây là nút vàng của Hiếu các bạn nhá. Cũng khá là đẹp đấy. Đây là phần thô. Đấy, đây của Côn cũng ok, cũng khá là giống đấy các bạn ơi. Nhưng mà bây giờ mọi người sẽ phải sử dụng băng keo để dán tất cả các cái giấy bóng kính hay là giấy màu vàng vào. Thì bây giờ chúng tôi sẽ chơi vào chơi để lấy băng keo bạn nhá. Thì trên tay tôi đây là có hai cái cuộn băng keo, một cuộn băng keo dày và một cuộn băng keo rất là ít. Đấy, bây giờ ông nào chơi trò chơi chiến thắng sẽ được cuộn băng dày này. Đấy, thì là chúng tôi sẽ vẫn chơi lật tay nước thôi, cơ bản là cho mọi người chơi nó dễ. Thì chúng tôi sẽ lật ở trên cái nút bạc này bạn nhá. Đấy, ông nào mà bị ra ngoài thì ông đó sẽ không được dựng. Đấy, bắt buộc phải dựng ở trên đây. Lăng tháng 3. Năm tháng nhiều hơn tháng. Tôi mục chưa. Rồi các bạn ơi, như vậy là một xịt. Rồi. Khá là khó. Rồi, tiếp tục. Rồi các bạn ơi. Cái này các bạn nút này nó hơi rồi, hơi trơn các bạn ơi. Đó. Tung tóe hết rồi các bạn ơi. Tiếp tục là Hiếu chơi tiếp nhá. Rồi, như vậy là xịt. Lần rồi, xịt to. Rồi, Côn. Lần thứ 4. Sang lần thứ 4 rồi. Rồi các bạn ơi, như vậy vẫn chưa được các bạn ơi. Khá là khó các bạn ạ. Thôi các bạn ơi. Lần thứ 5. Khó là Côn rồi. Tốt. Rồi các bạn ơi, như vậy là Hiếu lại được lợi thế trong cái trò chơi này. Hiếu sẽ được cuộn băng keo nhiều, còn Côn sẽ được cuộn băng keo ít nhé các bạn nhá. Các bạn ơi, tôi thế nào tôi lại thắng anh Côn rồi các bạn ơi. Anh Côn dạo này yếu đuối thật các bạn ơi. Thì trước tiên là tôi sẽ dán cái mặt kính bóng này bên dưới trước nhá. Để các bạn biết tại sao tôi dán cái này trước không. Tại vì ở chúng tôi thì không có kính đúng không các bạn. Cái lòng này thì nó là bằng kính này. Đấy thì tôi sẽ thay cái mặt này nó sẽ là bằng cái kính này nhé các bạn nhé. Thì không nói nhiều. Bây giờ tôi sẽ dán nhé các bạn nhé. Trước tiên dán thì tôi sẽ dán lớp băng dính trước nhé các bạn nhé. Cho nó xanh quặn nhẹ đẹp luôn các bạn này. Đấy. Một lớp băng dính này tôi sẽ bóc ra cái là tôi sẽ đặt cái kia lên thôi các bạn này. Mà cần gì của cái này các bạn này. Tôi cái nước bên dưới này thì quan trọng gì dán luôn thì đo xong cái dán luôn các bạn ơi, đỡ phải lằng ngoằng đúng các bạn ơi. Mình con người nó phải thông minh ra, nhiều khi nó con người nó bụng bị quá thì không được các bạn. Tôi sẽ đọc một bỏ cái này đi nhé các bạn nhé. Rồi các bạn ơi, sau đó tôi sẽ đặt đây tôi dán luôn, không sao hết, cái rách này không quan trọng các bạn ơi. Lại nói đến anh Côn các bạn ơi, anh côn nó thật sự các bạn, nó thật sự đi kiểu là chưa nhận được nút vàng, mới được nút bạc thôi mà kiểu là toàn đi sang bên những youtuber nổi tiếng các bạn ơi, toàn ăn trộm nút vàng của người ta về để bày cho nhà mình các bạn ơi. Chả anh Côn thật các bạn ạ. Tôi không hiểu đầu óc anh Côn anh đến những cái gì các bạn. Tôi nhìn thằng Hiếu làm tôi đã thấy thằng Hiếu nó ngu rồi các bạn ơi. Thì bây giờ tôi sẽ làm nhá các bạn nhá. Thì nút bạc đây các bạn ạ, ở đây là nó phải nút vàng ở đây nó phải vẫn phải bạc này. Thì giờ tôi sẽ làm thế này nhá các bạn nhá. Chán thằng Hiếu thật, Hiếu làm toàn là thích đợi đến tăng ca xong rồi các bạn ơi. Thế chán rồi. Làm rồi. Các bạn ơi, thì có lên nói xấu Hiếu không các bạn ơi? Nói thì cũng không phải nói xấu, đấy là nói chính xác luôn. Nhưng mà
sợ nói thế này mai kia nó không lấy được vợ thì nó lại ủa anh em tôi các bạn ơi. Nhưng mà thật sự thằng Hiếu hư thật các bạn ơi. Hôm qua đã mượn xe X của tôi đi trộm chó ăn gì các bạn ơi. Đi trộm chó mày là thế nào lại bị bắt các bạn ơi. Đi trộm chó mà bị bắt là các bạn biết kết cục ra sao rồi các bạn ạ. Nhưng mà giờ rất may là đi trộm chó lại lấy ngay xe của tôi đi trộm các bạn ơi. Thế chủ nhà nó bắt được không, nó biết xe của tôi. Thế là nó lại gọi điện cho tôi thế các bạn ơi. Thế là tôi lại cứu Hiếu một bàn thua trông thấy các bạn ơi. Nhưng mà tôi khẳng định với các bạn là tôi đã bảo mấy thằng Hiếu rồi. Tôi sẽ cứu thằng Hiếu cái lần hôm qua là lần cuối cùng các bạn ơi. Nếu mà thằng Hiếu mà có lần nữa là tôi sẽ không cứu nhá. Tôi nhất quyết sẽ không cứu nữa vì cứu hết lần này lần nọ mà nó có thay đổi được đâu các bạn ơi. Mặt tiền của nút vàng xong bây giờ tôi sẽ làm nút gọi là cái tam tác nhỏ này ở trong khung vàng các bạn ơi. Tôi đã băng dính mặt tôi ốp này này các bạn ơi. Tôi ốp thế này đúng không các bạn ơi, tôi cắt này. Chả có gì mà phải mệt người ra các bạn ơi. Côn nó thật sự nhiều khi tốt thật các bạn. Ô ngược. Thôi nhưng không sao các bạn ơi. Mình lại làm lại được mà. Mình lại dán lại cái băng dính này nhé các bạn nhé. Sau khi tôi dán lại xong thì tôi sẽ làm lại cái mặt đấy các bạn ơi. Mình lật ngược lên nó mới đau các bạn ơi. Không lật ngược lên thì lại ăn luôn rồi, đẹp luôn các bạn ơi. Con người khi làm nó phải thông minh một tí các bạn ơi. Các bạn biết đẳng cấp của anh Côn rồi đấy. Tôi nhiều khi không phải nói nhiều các bạn nhé. Các bạn ơi, tôi sẽ cắt băng dính hai đầu này đi này. Tôi sẽ bỏ hết hai cái đầu thừa đi nha các bạn nhé. Đấy, rất chỉ là đơn giản thôi. Các bạn thấy tôi làm đẳng cấp mà các bạn có nhà có vẽ tranh vẽ gì thì các bạn cứ bảo tôi nhé các bạn nhé. Tôi chuyên ra tay bàn tay vàng trong làng bốc bát họa các bạn ạ. Tôi chỉ nói vui vậy các bạn ơi, đừng nghe theo tôi nhá. Bây giờ chúng ta mà đi vay nãi hay gì đây là chết các bạn ơi. Chơi nên các bạn đừng chơi báo nhà là được chứ không như người khác anh cô lên đấy báo vợ rồi các bạn. Nhìn nó bảng vàng, bảng nút vàng của tôi này các bạn ơi. Giờ tôi sẽ dán cái nút vàng ở dưới đây nữa là ok nhá các bạn nhá. Thật sự là cứ như Hiếu thì chắc là phải tăng ca mới xong rồi các bạn ạ. Cân chưa? Này cân chưa? Cần luôn các bạn thấy chưa? Thì... rồi giờ tôi sẽ lật lên này các bạn ơi. Thì trong tà và chỉ tính ở mặt trước thôi mà, mặt trước là vàng nhưng mà mặt sau là bạc vẫn ok nhá. Giờ tôi sẽ dính hai cái này vào nhau ấy các bạn ơi. Như các bạn đã biết này, tôi thì cũng đã làm xong mặt vàng này và một cái tam giác vàng nhá. Và cái như từ đầu tôi đã nói rồi nhá các bạn nhá, tôi đã xong hoàn chỉnh hết, gần như là xong. Bây giờ bước cuối cùng là tôi sẽ dán cái này vào đây nhá các bạn nhá. Tôi dán vào đây là tôi ăn nút bạc luôn các bạn ơi. Con này là phải cân các bạn ấy, không cân là mình bị chéo luôn các bạn ơi. Rồi khá là ok rồi các bạn ơi. Ui thế rồi các bạn ơi, nút này hơi nhăn rồi. Nhưng không sao các bạn ơi. Với đẳng cấp của tôi thì các bạn không phải nghĩ, tôi sẽ nắn nót lại luôn. Rồi không sao các bạn ơi. Bước cuối cùng là tôi sẽ dán cái nút tam giác nhỏ này nhá các bạn nhá. Tôi sẽ lấy một tí băng dính này. Tôi sẽ dán lên đâu cái nút. Dán đây nhá các bạn nhá. Còn cái này thì cần một phát thôi. Là nó sẽ ăn thôi các bạn này. Tôi sẽ bóc ra này các bạn ơi. Các bạn này, anh Côn kiểu là con người nó kiểu không kiểu là không được gọn gàng, không được ngăn nắp, không được sạch sẽ. Nên làm cái gì nó ẩu thả các bạn ơi. Với tôi thì nói chung các bạn thì biết rồi, làm cái gì nó cũng phải chất chiu lắn nót các bạn ơi. Em ơi, từ lần sau ban tổ chức cho chơi thời gian đi. Này đến chiều à. Chiều cái gì? Chuyện thật. Cứ cho thời gian chơi thời gian đi. Chưa vừa lấy lên nắn hồng xiêm một cây rồi giờ chẳng lẽ đi nắn nốt cây kia. Rồi các bạn ơi, bây giờ tôi sẽ đặt cái nút này vào đây nhá các bạn nhá. Đặt cái nút đấy nè. Các bạn xem bọn tôi ở giữa chưa nhá. Thì cái gì chẳng có thời gian em ơi. Cứ thì từ sáng đến khá chiều. Khá cân luôn các bạn ơi. Rồi ok các bạn nhá. Như vậy là nút vàng YouTuber Hiếu Ruồi đã xong nhá các bạn nhá. Các bạn ơi, như vậy là cả hai người đã gần như là 95% hoàn thành cái tác phẩm của mình các bạn. Đây đều là nút vàng nhá, khá đẹp, cả hai ông cũng đều khá là giống nhá các bạn nhá. Thì nói chung bây giờ vẫn thiếu cái chữ ở đây. Thì bây giờ chúng tôi sẽ phải chơi trò chơi để lấy cái bút xóa này để viết chữ lên các bạn nhá. Thì là chúng tôi chơi một trò cũng khá đơn giản. Đi đắp chai và điệu. Đấy, ông nào mà 3 thắng 2, ông đó sẽ giành chiến thắng. Chạm điệu là cai nha, là beat nhá. Rồi, tôi sẽ đi trước các bạn ơi. Ok. Rồi các bạn ơi, như vậy là mép trên nhá. Mép trên đến đây. Rồi, quá gần.
Rồi các bạn ơi, như vậy là Hiếu đã thắng vòng đầu. Tiếp tục bây giờ sang vòng thứ 2, 1-0 thuộc vào Hiếu. Mạnh thế. Các bạn ơi, như vậy là đến khoảng cách này nhá. Tiếp tục vào đến Côn. Rồi các bạn ơi, như vậy là 2-0 luôn à? 2-0 luôn. Thế thì nhanh thế. Rồi bây giờ các bạn ơi, Hiếu có sẽ có 2 phút để viết chữ nữa. Cho em mượn cái ấy đây. Đây, em ơi, ban tổ chức chỉ cái yêu cầu em ghi chữ... Chữ nào? YouTube và cái chữ này thôi. À, Phương Bùi Đình Hiếu, 100 subscriber. Đấy, em một triệu ghi ở tiếng Anh không cần ghi tên của mình và ghi tên, YouTube ghi một triệu thôi, ghi một triệu thôi, số một triệu thôi. Không rồi, Bùi Đình Hiếu một rồi. Triệu Bùi Đình Hiếu rồi, thế thôi nhá. Sẵn sàng chưa? Rồi Bùi Đình Hiếu bắt đầu. Rồi bạn ơi, chữ gì đấy? Hiếu rồi à? Bạn này như vậy là đã hết 10 giây rồi. Thoải mái Hiếu, bây giờ mày đừng viết sai như hôm nọ ở video hôm nọ. Hiếu rồi. Rồi, cho nó đậm đậm thêm tí nữa. Rồi, 1 triệu. Đấy. 1. Lại cần 1.00, cẩn thận đấy. Rồi. Rồi, như vậy là 1 triệu. Tiếp tục nha. Còn gì đây? YouTube à? Không vẽ cái hình ô vuông kia à? Nhiều. Tu be. Tu. Nó phải coi đó, be. Vẫn còn nhiều, rất là nhiều thời gian nhá. Hiếu thì mới hết, chưa cả hết 1 phút rồi các bạn này. Sắp rồi đấy. Sắp rồi. Chữ UB thôi, B thôi. Rồi xong. Rồi Hiếu đuổi 1.000 subscribe. Viết cái ô vuông hình kia vào đây. Thời gian bây giờ còn 1 phút nữa rồi, còn thoải mái. Rồi. Rồi các bạn này. Rồi xong, tôi xong. Rồi các bạn này, như vậy là Hiếu chỉ chọn 1 phút 08 giây là đã xong rồi nhá các bạn nhá. Thì tiếp tục của chúng ta sẽ đến Côn. Côn cũng sẽ có 1 phút ở đây nhá. Côn đang cân đo đong đếm thế nào để cho Côn sẵn sàng chưa? Rồi, đây này, 1 2 3 Côn bắt đầu. Phương Hữu Côn, cả đây. Cẩn thận nó viết lại không kịp đâu đấy. Thời gian hết 5 giây rồi. Phương. Rồi, vẫn kịp cả chữ là đẹp. Thời gian cho hết 15 giây rồi. Thế này khả năng không đủ thời gian đâu Côn ơi. 20 giây rồi. Nhanh. 24 giây rồi. Rồi. Côn. Nhanh. Hết 30 giây rồi mới vừa hết chữ Phương Côn rồi. 1 triệu. Nhanh. 33 giây rồi đấy. Rồi, khá là đẹp, chữ khá là đẹp, đẹp hơn Hiếu rồi. Rồi, súp sờ UB. B. Rồi, ở dưới là chữ ô vuông và YouTube. U. Rồi. O. U B T T T T U U B B. Rồi. Còn chữ ô vuông nữa, nhanh này, còn 10 giây nữa kìa. Thoải mái, viết thoải mái. Rồi, 10 giây nữa, nhanh. Rồi. Cố lên được chưa? Nhanh, gần hết giờ rồi. Rồi các bạn đúng hết giờ luôn. Rồi các bạn ơi. Như vậy là cả hai người đã hoàn thành tác phẩm của mình nhé các bạn nhé. Như vậy là nút vàng YouTube của hai người đây các bạn ơi. Thì bây giờ các bạn hãy nhận xét nhá. Hai cái nút này thì nút nào đẹp hơn? Đấy các bạn ơi. Thế này thì các bạn ơi, cả hai người thì nói chung mà nếu mà về hình khối các bạn ơi, hình khối và độ tỉ mỉ thì là cái của Hiếu là sẽ đẹp hơn. Đấy các bạn ạ. Cái này rắn ngược này. Và cái này thì nó lại kiểu như là rắn ngược. Các bạn ơi, cái điểm sai, cái này là cái biểu tượng đâu? Của play các bạn ơi, biểu tượng của play cơ. Rắn ngược anh ơi, đấy, thấy chưa, ngược chưa, cái mũi tên về bên này cơ, mũi tên về bên này cơ, đây mũi tên này, quay ngược lại các bạn ơi, thế này thì gửi tặng em bọn nó thì cả là... Mà tiếng nghe được nút bạc rồi, cái nút vàng sai, chứ còn tôn thì... Đây đó thì là tôi nhận xét là tất cả các cái hình khối thì cái là Hiếu dán khá là nét, khá là ok các bạn ơi, đấy, mỗi tội là... chữ của Hiếu chữ thì bố cục không đều, chữ thì lại bố cục thì lại cũng cái cũng bảng trong đây thấy có thấy phồng lên không, phồng lên không bằng của anh thôi. Nói chung là các bạn ơi, nếu theo tôi đánh giá thì về độ phẳng, độ nói chung là chi tiết thì Hiếu hơn rồi các bạn ơi, mỗi tội là chữ nó hơi xấu một tí thôi. Đấy, bên trong này thì cũng nhăn nhưng mà nói chung là chữ xấu bố cục không đều, nhưng mà phòng thì như phòng thì bây giờ mày nhận xét hai cái nào đẹp hơn? Còn cái này của anh Côn sai, điểm sai lớn nhất là sai, làm ngược, chính xác là nhất là làm sai là sai thua, là thua rồi. Tưởng cái này tưởng làm không được không được anh, đấy là cái biểu tượng của play mà anh, lúc nào cũng phải quay về bên đấy này mà anh tua lại, anh tua ngược lại, tua ngược lại nào mà nó phải tua đi không. Mà đây như vậy là qua cái phần thi làm nút vàng YouTube này thì là
tôi chấm cái của Hiếu cao hơn cái của Côn 0.5 nhá. Như vậy là Hiếu là điểm 8 điểm, còn Côn thì 7.5. Đấy, như vậy là đây là một cái video khá là thú vị cho anh em. Để anh em chúng tôi cố gắng đạt đến cái mốc này các bạn nhá. Để 1 triệu đồng thì sẽ gửi tặng Hiếu. Còn nếu các bạn thấy video hay thì đăng ký kênh, like, chia sẻ và muốn anh em tôi làm cái gì thì comment nhá. Một lời cảm ơn tất cả xem video.